Xin chào các bạn đến với kênh Nhung Huỳnh Rocha. Và với video này, mình chia sẻ với các bạn một kiểu áo rất tốt, móc đơn giản và dễ thực hiện với kiểu hoa văn như vậy. Các bạn móc một dây bính dài gồm 81 bính. Tiếp tục, các bạn móc lên 6 bính. Đếm từ chân kim, các bạn móc vào chân móc thứ 7 một mũi kép đôi. Tiếp tục móc 2 bính, móc một mũi kép đôi vào cùng chân móc. Tiếp tục móc một bính, bỏ 4 chân móc, móc vào chân móc thứ 5 một mũi đơn. Tiếp tục móc một bính, tiếp tục các bạn bỏ 4 chân móc, móc vào chân móc thứ 5 một mũi kép đôi. Móc 2 bính và các bạn lần lượt móc thêm 4 mũi kép đôi vào cùng một chân móc. Bỏ 4 chân móc, móc vào chân móc thứ 5 một mũi đơn. Các bạn móc lặp lại ô hoa văn thứ hai như vậy cho đến hết hàng thứ nhất. Sau khi móc xong hàng thứ nhất, tiếp tục móc lên một bính để bắt đầu móc hàng thứ hai. Các bạn lật qua, móc vào chân móc đầu tiên một mũi đơn. Tiếp tục móc 3 bính. Các bạn móc 1 mũi móc kép vào dây bính thứ 2. 1 2. Tiếp tục móc 2 bính. Và móc vào đây một mũi móc kép. Móc 3 bính. Móc vào vị trí. Ở đây một mũi đơn. Ở đây mình có 5 mũi kép đôi thì các bạn canh móc vào mũi kép đôi thứ 3 nằm ở chính giữa. Tiếp tục móc 3 bính. Móc vào đây một mũi kép.
Tức bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ hai. Sau khi móc xong hàng thứ hai, tiếp tục bắt đầu móc hàng thứ ba. Móc lên một bính, các bạn lật qua và móc vào chân móc đầu tiên một mũi đơn. Các bạn móc một bính, móc vào đây một mũi kép đôi. Móc hai bính. Tiếp tục móc một mũi kép đôi. Và các bạn móc như vậy thêm 3 lần nữa. Các bạn móc vào đây một mũi đơn. Mình đã hoàn thành xong ô hoa văn thứ nhất của hàng thứ ba. Bây giờ bắt đầu móc ô hoa văn thứ hai. Tiếp tục móc lên 5 bính để bắt đầu móc hàng thứ tư. Một mũi móc kép vào dây bính thứ hai. Tiếp tục móc 3 bính. Các bạn móc một mũi đơn vào vị trí chính giữa của 5 mũi đôi. Vào vị trí chính giữa. Tiếp tục móc 3 bính. Móc một mũi móc đơn vào vị trí ở đây. Móc hai bính. Móc một mũi đơn. Móc một mũi kép đơn. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ tư. Tiếp tục móc lên 4 bính để bắt đầu móc hàng thứ năm. Các bạn lật qua và móc thêm 2 bính. Móc một mũi kép đôi vào cùng một chân móc. Móc 2 bính. Móc một mũi kép đôi vào cùng một chân móc. Móc một bính và móc vào đây một mũi đơn. Tiếp tục móc một bính, móc một mũi kép đôi vào vị trí ở đây. Móc 2 bính và các bạn lặp lại 4 lần giống như vậy. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ 5. Các bạn cứ móc lặp lại như vậy cho đến hàng thứ 14. Tiếp tục, bây giờ mình móc phần nách áo. Các bạn lật qua và các bạn móc mũi dời để dời đầu kim tới vị trí ở đây.
các bạn móc vào đây một mũi đơn, móc 3 bính. Móc một mũi kép, mũi móc kép. Móc 2 bính. Móc vào đây một mũi móc kép. Móc 3 bính và mình móc bình thường. Mình đã móc xong hàng thứ 15. Tiếp tục móc lên một bính. Móc vào đây một mũi đơn. Để bắt đầu móc hàng thứ 16. Các bạn tiếp tục móc cho hết hàng thứ 16. Các bạn móc vào đây một mũi đơn. Mình đã móc xong hàng thứ 16 lặp qua và mình cũng dời móc mũi dời để dời kim vào vị trí ở đây. Các bạn móc vào đây một mũi đơn. Tiếp tục móc 3 bính. Móc một mũi móc kép. Và các bạn móc bình thường. Ở đây là cái phần nách áo. Mình đã móc xong hàng thứ 17. Tiếp tục móc lên một bính, lật qua và bắt đầu móc hàng thứ 18. Các bạn móc vào đây một mũi đơn. Móc một bính. Các bạn cũng móc bình thường. Móc vào đây một mũi kép đôi. Móc 2 bính. Tiếp tục một mũi kép đôi.